Chào các chế. Tiếp tục chương trình và hộp sản phẩm. Hôm nay tôi xin giới thiệu sản phẩm Collagen Serum sáng da Logo Sweet màu xanh. Trước đây tôi không làm một sản phẩm, nhưng hôm nay là sản phẩm này sẽ là nguyên thùng. Đấy, như vậy là tôi sẽ làm video. Đây, đây là sản phẩm nguyên thùng hãng Logo Sweet này. Đó, các bạn nhìn đây. Mang dính rồi các thứ vẫn là nguyên thùng. Đây 24 sản phẩm. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Sản phẩm nguyên thùng rất đẹp và sáng nét nhé. Logo Sweet 25mg 25ml một sản phẩm. Đây, các chỉ số rất rõ ràng. Hạn sử dụng tháng 6 2022. Đây này, hạn sử dụng 24 tháng nha. Tiếng Nga rất rõ ràng. Rồi, sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Thì sản phẩm này làm gì? Thì màu xanh của Logo Sweet này chúng ta biết là sản phẩm giữ ẩm chuyên sâu, khôi phục độ mịn của da và làm mờ các vết nhăn. Đa số serum thì nó thường bao giờ nó làm tốt cho da. Đây, trên tay tôi đây chính là sản phẩm. Collagen Logo Sweet màu xanh. Đây, tôi sẽ nói qua về sản phẩm cho các bạn nhé. Các thành phần tập trung của axit hyaluronic và collagen cung cấp độ ẩm sâu cho da và lâu dài trong vòng 24 giờ. Ảnh hưởng đồng thời của collagen và axit hyaluronic cung cấp cho da một tái sinh mạnh mẽ và hiệu quả, trẻ hóa. Kết cấu Aquagen được thiết kế để giữ ẩm chuyên sâu và khôi phục lại độ mịn da. Collagen Logo Sweet được hấp thụ nhanh ngay lập tức, giữ ẩm da làm giảm nếp nhăn, phục hồi sự tươi trẻ của khuôn mặt. Đây, ta nhìn đấy, một thùng là có 12 hộp các chế nhé. Đây, sản phẩm rất đẹp và sắc nét luôn. Đây, 24 giờ này. 12 hộp No One số 1 này. Đây, mã vạch này. Rồi. Đó. Các bạn nhìn đây, hạn sử dụng này. Sản phẩm nó rất đẹp này, 25ml này. Đó, tháng 6 2022. Rất đẹp luôn đấy. Phục hồi da này, trước và sau đây. Serum. Tôi sẽ mở hộp sản phẩm các bạn nhé. Rồi. Sản phẩm này phù hợp cho các chị em. Chúng ta nhìn về giữ chống sốc. Đây. Trên tay tôi đây chính là sản phẩm Logo Sweet màu xanh. Chúng ta nhìn qua sản phẩm này. Rất đẹp, sáng nét, 25ml. Đấy, serum. Serum là nước nhưng nó hơi kết dính các bạn nhé. Thì sản phẩm này bao gồm nước này, glycerin, sodium, hyaluronic acid, collagen hòa tan, xanh rum, kem 40, dầu thầu, dầu hyro hóa, parum, disolium, eta, vân vân. Chúng ta sử dụng sản phẩm này như thế nào? Đây, đây, bạn, đây, chúng ta chấm mở ra rồi chấm này. Bạn có thể sử dụng riêng collagen Logo Sweet hoặc sử dụng sau khi đã đắp mặt lạ các bạn nhé. Đấy, chúng ta chấm rồi chúng ta bóp ở trên này. Đây, lấy ra xong chúng ta bóp xoa vào mặt. Sử dụng ngày 2 lần buổi tối và buổi sáng, dùng 3 đến 5 giọt thuốc bôi đều lên mặt, sau đó massage đều cho đến khi hấp thụ hoàn toàn. Chú ý tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Sử dụng được cho mọi làn da, đặc biệt là da khô. Đấy. Thì sản phẩm như vậy là rất là hữu ích các bạn nhé. Đây, Logo Sweet đây. Rồi, sau đây tôi sẽ dùng phần mềm để kiểm tra phần mã vạch. Đây, mã vạch ở trên sản phẩm không có nha, chúng ta phải kiểm tra phần hộp. Đăng ký nha.
Đây. Đã biết là 4 6 0 7 0 8 6 5 6 4 5 7 8. Rồi, chúng ta biết là sản phẩm. Đây. Ta sẽ tìm đến một sản phẩm của nước ngoài. Đây. Của tiếng Nga nhé. Đây. Đây nó đang dịch sang tiếng Việt. Đây, còn đây là sản phẩm đây này. Đấy, nó đã dịch sang tiếng Việt rồi nhé. Còn đây chính là trang của nước Nga. Đấy, tôi đọc qua tiếng Nga. Ăn qua gen cô đặc glucosid với axit hyaluronic và collagen, một loại kem dưỡng ẩm nâng cơ hiệu quả cho mặt và cổ trong da, cung cấp độ ẩm sâu và lâu dài 24 giờ. Kết cấu tan chảy của gen nước được thiết kế để dưỡng ẩm chuyên sâu và phục hồi làn da mịn màng. Đấy. Rồi, như vậy là sản phẩm đã đảm bảo gốc xuất xứ. Hôm nay tôi sẽ mở hộp nguyên thùng sản phẩm. Các bạn xem video đặt hàng nhắn tin số điện thoại 0973322237 để được tư vấn. Đấy. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận các bạn nhé. Đấy. Các bạn nhớ đăng ký video, chia sẻ video để sớm làm các video tốt hơn. Chào các bạn, chúc các bạn vượt qua cái đại dịch Covid. Chào các bạn.